Được đấy. Chắc chơi người rơi đâu phải thế. Quẩy anh ơi. Ê, về đi. Về đi. Vâng, anh rất là nhiều trò, lắm tật nhiều trò. Biết lần này anh có bị xa lầy đây không? Xa lầy đây thì anh em chịu luôn, đéo đẩy được con này. Và anh định làm gì đây? Lao thẳng luôn anh ơi. Được đấy, con này mang lên Đồng Ngô là hơi nổi luôn. Cãi anh thật. Vâng, anh rất nguy hiểm. Và anh định làm gì đây? Hôm nay có ông anh Tôn này, anh ra chạy cái xe này. Anh đang thể hiện cái xe của anh là một cầu. Nhưng mà anh ý muốn chơi giống anh em như hai cầu. Và hiện tại anh đang xa lầy. Và anh em chúng tôi chuẩn bị kiếm 500 nghìn từ anh ý để cứu. Bây giờ anh em mình ra không phải là gọi là xe đi cứu xe cứu hộ. Xe thường đi cứu xe cứu hộ. Và kia anh em có hai, tôi có hai con xe cứu hai cầu rồi. Chúng tôi sẽ cứu hai cầu. Còn đây hai cầu này. Vâng, bây giờ anh đang muốn thử cáp. Hiện tại là anh đang rất muốn thích thử cáp. Bây giờ ý là anh muốn nhả tơi ra để kéo móc vào xe như thế. Anh chơi rất lầy, cực lầy. Cực lầy luôn. Anh là anh huấn lầy chứ không phải là anh huấn gì nữa rồi. Bác ơi, để tơi. Đằng sau đây anh Lam Kiên sẽ sử dụng xe bán tải và anh sẽ đi cứu hộ xe cứu hộ. Vâng, xin giới thiệu mọi người. Mình là đi cứu một con xe mà nó lại là đặc biệt là nó đi cứu xe khác. Vâng. Chờ xem mình cứu được gì đã. Xe bắt đầu đã nổ máy và cài số lùi. Vâng, xe Ranger. Xin giới thiệu mọi người, hôm nay là 644 642 42. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì 42 tối nay sẽ nổ đề. Xin chào mọi người, đây là anh chủ xe. Anh đang đang kéo tời, kéo cáp. Vâng, đây là xe cứu hộ. À vâng, có thành viên đang hỗ trợ anh ý tên là gì nhở? Trịnh Hoàng. Anh đang cứu hộ, đang hỗ trợ anh ạ. Vâng, đây. Xe bán tải đã chuẩn bị vào vị trí ạ. Đúng rồi, anh tiến lên đi. Anh đang lấy lái lại vào cái chỗ đất khô. Ui ôi. Để tôi phỏng vấn anh bán tải. Vâng, anh Kiên có cảm giác gì khi anh xin giới thiệu mọi người, anh Kiên ạ. Vâng, anh có cảm giác gì khi anh sẽ đi cứu hộ xe cứu hộ? Hoài vãi luôn, bởi vì cứu cái thằng cứu mình mới kinh như vậy. Vâng. Đây tôi quay từ trong xe cho mọi người nhìn. Vâng, đây đấy. Vâng, em coi ạ. Ơi. Vâng, đây một thanh niên chơi xe mô hình và Trịnh Hoàng, hôm nay anh được trải nghiệm một chiếc xe thật đấy, một anh đang điều khiển những cái chiếc cần rất là phức tạp. Tôi rất tự tin vì có cái này. Vâng, từ. Vâng, đây anh đang chuẩn bị. Vâng, anh đang móc vào. Anh đang vào. Vâng, đây anh đang móc cáp ạ. Ok, vâng, anh đã móc vừa được. Vâng, xin giới thiệu đây. Và đây là móc cáp, anh đã móc cáp. Vâng, cáp anh Hoàng, anh đang thu cáp ạ. Vâng, cáp đã căng. Vâng, lái xe đang vào cabin rồi ạ. Vâng, đây.
Đây rồi, vâng. Vâng, anh đang lên, anh chưa lên được xe. Kéo đi, kéo luôn cho anh, kéo anh luôn. Đấy rồi. Vâng, xe đã bắt đầu di chuyển. Vâng, bánh đang quay tiết mù. Vâng. Hoàng ơi, em bám chặt vòng rơi mẹ cắm đầu xuống bùn giờ. Vâng, tôi vừa lái xe cứu hộ vừa quay phim mà các anh thấy giỏi. Ok, stop. Vâng, các thanh niên này chơi có vẻ hơi lầy đấy. Đấy, đây những thanh niên đang hóng. Gần thành công rồi. Anh ấy gần thành công rồi. Vâng, đã thành công rồi đâu. Tôi thật sự tôi không biết quay thế ra là không biết zoom riêng nhỉ, chán quá rồi. Vâng, anh cảm giác nhỉ, anh đã cứu được xe của cứu hộ. Anh cảm giác như nào anh? Em thấy cũng bình thường thôi. Nói chung là con xe này kịp cứu hộ đúng không ạ? Chỉ được cái còi to thôi. Còi to thôi đúng không? Vâng. Nhà. Hay quá, vâng. Vâng, ai ngờ cái xe cứu hộ mà để xe bán tải kéo cứu hộ xe này. Thôi giờ bán tải lại dắt xe đi chơi đi anh. Dắt nó đi chơi đấy. Và anh đang thu tài. Nói chung là một kết cục tốt đẹp. Vâng, xin giới thiệu mọi người. Hôm nay anh em tôi chúng tôi kiếm được 400.000, 500.000 của anh ấy rồi. À, rồi. Tôi không nghĩ rằng là xe Ford Ranger 3.2 mà lại có thể kiếm được gần như không nổi. Vâng, một con F550 trông rất là cổ điển.